Xong Nhật xin chào các bác nhé. Em lên sóng của các bác một siêu phẩm DH3 này. Đây, hàng đấu giá đẹp như mới tinh. Con này nói bảo là bên Nhật họ gần như không dùng thì đúng là nó cũng hơi ngoài, nhưng mà các bạn nó mới quá luôn. Các bác nhìn nhé, từ các góc cạnh mép này, lưng tôn này, nó đẹp không tì vết, trắng tinh hơn ngọc trinh. Ngọc trinh còn gọi nó bằng đại ca các bác nhé. TH3 dành cho các bác khách hàng gọi là siêu của siêu kỹ tính, thích hàng đẹp VIP. CD máy em quay rõ ràng nhé, 0803 đời 2019 Panasonic TH3. Nó đẹp từ mặt trước đến mặt sau, đẹp không chê một điểm gì, đẹp không góc chết. Đây, nó quá mới luôn. Nội thất con này như mới tinh các bác nhé. Chắc em về chưa lau chùi dọn dẹp thì nó như mới này. Rồi, như mới tinh luôn nhé. Không có một điểm gì chê. Chiếc này thì em bán là 9.3 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào thích con này các bác lôi cho em nhé. Mã số 5 này, em bán em đánh số đấy. Các bác mua hình thức mua bán bên em có đặt cọc trước, con này là 1 triệu. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng, đúng series máy, các bác thanh toán nốt cho bên giao hàng. Giá máy chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000. Biến áp 500 ạ. Siêu phẩm, siêu đẹp các bác nhé. Chào các bác.